Ok, xin chào tất cả anh em đang xem live nha. Và hiện tại Khai đang làm video lại em ơi. Chuẩn bị Khai sẽ mở một rương kiếm môn phái anh em. Hiện tại nãy giờ Khai phát lương cho anh em khá là nhiều. Hiện tại bây giờ không biết còn hết chưa? Còn ai nữa không? Rồi, còn ai chưa nhận không? Chưa nhận anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Tính sơ sơ là còn 2 người chưa nhận nè em ơi. Cậu ông nào cậu ông chưa nhận nè. Rồi còn cậu ông nhớ nó mod lùm lúa. Thì nó có 30% không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 ghẹ đâu, ghẹ đâu, gì trong dịch này cho ghẹ mời trước được ghẹ không? Đây. Đây. Khai sẽ mở. Khai sẽ mở một rương, ghẹ mở một rương cho anh em. Cái công chuyển hóa này cứ hai chữ lại đâu anh. Ghẹ cái gì like lên Discord luôn cho anh xem luôn em ơi. Đâu anh về rồi, anh đang vào. Lên Discord, đợi tới, đừng bật like luôn, live stream vào luôn. Trong dịch. Ghẻ sẽ ghẻ sẽ một rương là mở giùm cho anh cuốn cuốn cầm đồ nha Nam, mở giùm cho anh cuốn cầm đồ nha. Đó. Anh cuốn có xem đâu, anh cuốn có xem đâu, em like cho xem này. Anh cuốn ơi. Anh xem trên live YouTube đúng không? YouTube đúng không? Rồi ok. Đây đợi tí giờ mới vào. Rồi, anh vô YouTube đây, ghẻ đi đổi giờ khó đang quay ghẻ trước nha. Quay ghẻ để vào like ghẻ. Ok, anh coi cho coi. Rồi ghẻ đi đổi, ghẻ đang đi đổi xu. Em tắt la rồi, em làm video. Anh cứ lên like em là xem được. Ok. Anh lên like em là xem được. Đợi chút thử thống thử ghẻ mở ra gì, coi thử ghẻ còn đỏ hay còn đen anh em à. Ghẻ một rương, mở giùm cho anh cuốn được khả một rương. Hai ngày nữa anh em sẽ thấy nấm độc khủng của bang. Hai ngày nữa. Ghê mở ở đâu? Để xem. Cho anh khoảng gần 2 nha. 2 mà mở sao ra chỉ gần 2 rương ra 1 cái mũ 5 độc vẫn được. Đây cái rương đấy là con ho cất lợn anh đúng không? Hắn lần anh. Giờ em cho con ho cất lợn đó. Dạ phải đầu tap like, đổi tap like. Ok, đây ghê đầu tap like. Ghê xong đến Khải. Đó, Khải sẽ mở tiếp tục. Hai rương liên tiếp luôn. Chỉ có một kim. F bốn viên đại F một phi tinh. Đây này anh cuốn này. Anh này mua chỉ có một kim này mở thôi anh. Hai kim này. Anh cuốn. Một phi tinh một đại. Hai kim này anh xem like này mở chỉ mua chỗ này. Một phi tinh là được rồi đúng không? Mua hai kim. Phi tinh một đại. Phi tinh mấy anh? Mua chỉ có này hai kim này. Phi tinh một. Thì em cứ lấy rồi. Rồi. Cứ lấy ở lý 5 độc ra, lấy kim là lý 5 độc. Rồi ok ok. Em một xíu nữa em tính thôi, qua đó không em quất hết qua đó nha. Rồi, ghẹ cái mở đi, ghẹ mở xong đỡ bên này. Rồi, ok. Gần ghẹ lên chưa? Thế là mỗi lần mở là phải mua cái... Đúng rồi, mua chìa khóa. Đúng rồi. Lần sau mình mở, biết đường mua. Đúng rồi anh ơi. Rồi, chúng ta cùng trở lại với tab xem thử hoa cất lợn nó mở gì đây nè em ơi. Đi đây đi chỗ nào đi mua chìa khóa đi. Đó. Ghẹ đang mua chìa khóa này. Anh em cùng chờ đợi xem thử mở hai rương kia môn phái của tối ngày hôm nay sẽ ra gì nha anh em. Chưa đây mở cho mấy đỏ được. Đó được. Cái nón năm động thiệt server này chưa thấy luôn anh. Chưa thấy cái nón năm động luôn á. Ra được cái nón năm độc thì đúng gọi là tắt màn hình đi nhậu không về. Anh ơi trong kháng hỏa 3S như nào phẩm chất 7 anh ạ? Phẩm chất 7 hả? À? F hơi căng á. Ổng 3 phẩm chất 7 hả? Nhất 7 F. Đi hút lại phẩm chất 8 nhé. Phẩm chất 8 thì 3 thi tinh, phẩm chất 7 thì 5 thi tinh, 3 đại. Thế thì em đi kiếm cái phẩm chất 8 đi. Nha. Phẩm chất 8 giờ anh đạp lại cũng mắc 3 viên thi tinh rồi. Nhưng mà anh đạp cũng 3 viên thi tinh thì giờ anh đạp trên 5 viên mẹ. Đúng rồi, thêm thi tinh thôi. Kháng hỏa, nếu mà em có phôi 24, 25 em hút 2 đại 6 tiểu nó ra phẩm chất 7. 2 đại 6 tiểu ra phẩm chất 7. Nhưng mà ẩn 3 lấy đâu ra? Dạ hút phẩm chất 8 thử 7 tên. Trời tí thử ra cái gì nè em ơi. Hút phẩm chất 7 nó ghét chứ nè. Thì đập đấy. Ui. Xem nó đợi gì nè em ơi. Sau khi lại quay lại 3 lại chúng ta cho tiếp tục. Xem nó ra gì đây. Chúng ta cùng bói màn hình bên tay trái.
5 thủy tinh có cho đại không anh? Có chứ. Có. Ba lại. Anh em nào đang xem video thì cho mình một like nha. Hiện tại thì cái lương này thì cho anh, cầm đồ cuốn binh nha anh em. Đây, chuẩn bị một năm đọc nô 1 của bang đấy. Con hồ bất lợn của anh một lương. Nói chung là anh em trên YouTube cũng nói rằng là con nào anh lương thì con nó mở. Thì lấy con này mở luôn nha anh em. Rồi vào bói thôi nè. Rồi mấy ô. Sao bà giờ ơi, sẽ để gã nó mà. Mấy ô. Mình không mở, mình nhìn mình hồi hộp. Mấy ô, từ từ, mấy ô. Mấy ô. Đang áo chút nhẫn được. Ai làm? Hai ô. Hai. Công lông luôn, nhìn chuyện công lông. Vụ áo, ôi. Ôi. Ui. Ngon, 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 ngon. Đổi đi. Ngon. Dây chuyền 21-25 ngon. Đẹp. Đẹp, 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 đẹp. Đồ kiểu này, Tâm Thánh ơi, Tâm Thánh ơi. Tâm Thánh. Chắc em chuyển con lộn em mang xác định quá rồi, mang cái nhẫn kỹ năng quá hả? Đồ đi theo hướng này hơi bị ngon ấy. Không có, đâu, cái chuyền nó bù, dây chuyền nó bù kháng nè. Này, tính ra đi kiểu này không có máu. Ngon ngon. Thổ. À, đâu đâu. Tính ra là cái này đi con long đao năm hành vẫn kích được mà. Đâu? Ý giờ nè, vẫn đi năm hành thổ mà em kèm theo cái nhận kỹ năng của anh ấy. Kỹ năng một cấp á. Ừ là kích được. Ừ. Được. Em mua ra em mua lại mép cho em đi hướng con lông đao đó. Ngon lành luôn. À, không được ta. Không được. Không kích được. Không kích được kìa. Không kích được. Tại vì em phải cầm rồi đâu kiếm mà, đâu nghĩ em phải đem về chiếc kiếm mà. Thổ hở. Rồi, không kích được dòng cuối, rồi. Thì định quốc thì lại mất sinh lực quá. Định lực thì lại thọt quá. Được. Cái này chỉ cho xe. Rồi em ơi. Mở được cái gì đấy? Bắt lên tinh thang thế nào? À, giá trị vụ áo. Rồi, tiếp tục đến khai mở này. Ngon ngon, đẹp. Có, anh có rồi, có chuẩn bị rồi. Có mà. Ừ. Có một con lông một con lông. Quá. Nhưng mà nói cái xe à, con lông đau mà không tháo gì đâu, bứt đi. Không, xe, con xe là được. Con xe là được. Đây, cái gì nữa nè. Vậy ngon đấy. Đâu, tính ra mở được cho chuyện quần áo luôn ngon ta. Ok, giờ đến Khải đây nè em ơi. Đâu, đúng rồi, 9-5 đồng. Ê, con lô bằng xe, hợp lý đấy. Anh Tam Thánh ơi. Tới Khải đi mở nè em ơi. Khải like này nè em ơi. Đây. Dây. Tiếp tục. Bàn tay vàng trong vòng mở rồi, ngon ấy. Rồi, đến mình qua đại lý nè em ơi. Thôi mình cầu áo mình đã đó. Cái này nó mà không có thời hạn thì đúng không? Rồi, bây giờ mình đâu là mình sẵn sàng đại lý. Mình vô cái cũng cứ vô trong này thắp hương. Đây. Rồi, thành tâm khánh Phật một xíu nè em ơi. Ông này là chúng theo là lại cũng đi. Thôi, mình cũng ghẻ nó vào thành đôi, giờ mình vào đại lý. Bây giờ anh em. Tâm linh. Đây anh em. Đi mở thì được gì đây, đủ lần này mà mở không được gì ngon nữa, lần sau từ giả bàn tay mở rương luôn. Tại vì mở phải ít nhất phải có ai xài, chứ mở không có ai xài được lắm. Đó, không ai xài buồn lắm. Tự đi bộ vô, đừng quấn cái đá vô ông nào. Cỡ, anh xui, bị bộ gì. Tự vô đi ạ. Phải nó tự đi bộ vô. Đây. Nhận. Này anh em, đừng cho chuyện anh em. Cái chuyện này, một cái 19, cái 16, cái gì 21, 25. Mở lại em ơi, tắt mở lại, dạng ơi, lắc rồi. Cái này đẹp nha. Lại áo nữa, chịu luôn. Là áo nữa chịu luôn á. Ngon hơn hai người kia đó. Ừ.
Đó. Bồ Tát phù hộ cho con sớm ngày tìm được như ý Long Quân. Đây, cầm chúng ta lên Thiên Long Tự, cần những thứ khác. Sơn Đại đi Sơn, Ngũ Đài Hội Sơn, Phổ Đồ Sơn đây. Nói như một giây anh em à. Nếu mà ra được cái giày năm độc thì tôi chỉ khóc luôn. Khóc luôn. Sùng Thánh Bá Thấp xây với đường chiều năm đầu. Vì Sùng Thánh Nam bảo nguyên ở Tháp Sơn. Bốn chữ vĩnh cửu chân. Ok. Chúng ta sẽ bái chào anh Thiếu Lâm Hòa Thượng một tí. Đó. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thấy thí chủ đích tướng mạo cũng biết là có gì là cá có đức người hữu duyên sẽ gặp lại sau. Tất cả đều là tập tạo hóa. Nè. Thằng Thiếu Lâm này nó nói hay đấy nè. Dòng comment nó khá là hay đấy. Mời. Lên trên. Ok ok để em tính luôn. Này, hư viên phượng trượng. Đó, bái anh già này một cái rồi mở rương. Ngô Đồng Quan Âm là Sùng Thánh Thự Đích Bảo Vợ, cũng là Sùng Thánh Thự Đích Kiêu Ngạo. Ok. Người xuất gia thế nào? Có hay có hạo thánh cao ngạo trong lòng đây. Như là thí chủ đích dạy dỗ bằng tên sẽ suy nghĩ thật kỹ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ok. Ok, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đó. A Di Đà Phật. Rồi, khui. Khui ha. Đó, đồ quả A Di Đà Phật không Phật quá trời luôn nè. Làm rương thứ hai. Chúng ta cùng chờ đợi xem rương thứ hai món gì đây. Chúng ta có đây. Khui ha. Chúng ta mới mở trong vòng khoảng tầm 1 tháng mà gom được nguyên một set của cả ác chính ác. Khui ha. 2 ô, 2 ô. 4 ô, 4 ô. Ui da. 2 ô thôi, 2 ô thôi. 4 ô, 4 ô, cái nón. Cho nó nghe mì nữa, má có người xài rồi. 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 Nghe mì cũng ngon mà, cho xe ngon mà. Rồi nghe mì. Cho mình xem live mãi chứ nhìn đấy. 28 46 39 92 trùng tầm trùng. Nóng này nghe mì xe mang thôi. Không bằng của anh Phong Ca. Cái Phong Ca thì 100, Phong Ca thì 100 điểm. Trong tầm này thì đa số này mấy điểm đó không bao nhiêu. Nón nè. Chủ yếu là mất cái hiệu ứng thôi. Rồi tính ra nón nè, áo nè. Rồi dây chuyền, bao tay cái này cũng ra luôn. Mà tính ra đồ này nó ra chằng lan quá nè mà. Quá chằng lan. Quá chằng lan. Chung là mình được cái nón nè em ơi. Nón nghe mi. Tầm này anh cũng đang định nghe mi nữa, hợp lý luôn. Được cái nón này nè. Nghe mi, con lông bùa và con năm độc đó. Không nào, sao mình đập ra mình ấy. Định Khải bỏng mà, không có đâu nè em ơi. Định Khải bỏng làm gì ra được. Xe bọn này bỏng chỉ có đu tốt mới có, làm gì có được. Làm có được. 28, 39, đụng cái chúng đọc 39 này, thời gian chúng đọc 39 hơi thấp. Một điểm nữa là đẹp, một điểm nữa là mát rồi, một điểm nữa là mát rồi. Thời gian làm chậm xịt 4 điểm. Chung cả nón này mang là vui, đỡ nói mà đi bơ ca thì nón này cũng gọi là tạm ổn. Chứ không phải là gọi là VIP, gọi là tạm ổn. Được hai món rồi. Ghẹ giao dịch anh ghẹ ơi. À đây. Anh ấy đánh Gabi ấy, anh có đeo được cái nón này không? Có chứ. Nghe mi thì mang dây chuyền kim áo kim là kết hoặc là set gì đó thôi, set hiệp nhu tình. Đây đây đây. Đây, lấy dịch qua cho ai còn luôn. Đeo vào chỉ cần kích mỗi cái dòng phòng thủ lý thì cần. Đúng rồi. Chứ là hiệu ứng này, thời gian chúng đọc cũng ngon hơn những món thường chứ. Cái này mà kết được dòng băng sắc nội nữa, đánh nghe mi trưởng nó hợp lý luôn. Trời ơi, chuyện này quá đẹp. Chuyện này mở đẹp quá. Chuyện này đẹp quá. Chuyện này quá đẹp, má định hướng mà mình đi hướng server đầu tiên mà mình đi cái dây chuyền này mà mình đi sẽ đừng quắc thì mất máu, khá là cùi. Cho xe là được, mang xe là được. Chuyền này đang mang xe, nó là mang xe. Ờ, đồ xanh, nếu server đồ xanh là dây chuyền là quá đẹp luôn. Má như vừa đồ tím là không kích được. Tại vì đồ tím toàn sinh lực 200 mới mát nè. Hôm kia bông phái mát nè. Hôm kia bông phái mát là 200 sinh lực nè, tùy món nè. Có món 300, có món 200. Như mấy món này là 200 nè. Còn như nóng khải này cũng 200. Cái này cũng 200. Nói chung đa số 200. Như có cái áo á, cái áo mới 300 hay sao á. Cái móc tốc độ đánh nội công là bao nhiêu nhỉ? Nội công mà
Nói chung tầm này toàn xe mang không à, chính là ai đâu xài mấy cái này, chính không ai xài, khả định xài chính mua lại mà không xài được. Cái này cũng không hoàn chính được, không chính được. Trừ khi anh em mới hoàn chính á, thì gia truyền này anh em phải đủ set vụ áo. Đủ set vụ áo thì anh em xài chính là ok, đủ set vụ áo nha, thì được. Còn server không đủ à, server này hiếm. Sao mà đủ được? Set ăn bang nữa. Không đủ được. Đa số cho xe xong rồi build một con Nami phong sương nữa. Đúng rồi, con Nami phong sương nữa. Nói chung là xe của anh là một năm độc, một con lông không, con năm độc, con lông sét. Con lông sét nè, hoặc là đao. Kèm theo con năm độc đao. Có Nami phong sương mà có hiệu ứng nổi. Nami phong sương đó. Mà đi hẳn con lông bùa. Bùa anh cấp phụ anh con ạch chính anh như đâu con lông bùa làm gì? Ít nhất nó phải phụ ạch chính anh cái gì đó. Anh cho luôn. Đã có hai bùa của lúc đầu rồi, lúc đó hiệu ứng thì có của Nami rồi. Bùa thì nó phí, nó phí đam của anh, anh không có đam. Rồi, ok rồi, giao dịch mình đồng đồng. Bùa vào nữa, lấy choáng nữa là bắt choáng hai lần liền cộng với một đam của ấy, của ngũ đầu phần. Khoảng hai rương, tính ra tầm này mở rương cũng rẻ thôi nè. Hồi trước một rương tụi em mở biết nhiêu không anh? Một rương tụi em mở anh Tâm Thánh đầu tiên là có 10 kim thôi, về sau là 25 kim một rương. Đó. 35 kim nữa 30 kim. Về sau đến 35 kim một rương. Đó. Tầm này đồ nó nhiều, đâm ra cứ 10 kim rương, 10 kim rương là gọi là mở trải nghiệm, cũng như là nếu mà dư thì xe mang là hợp lý. Đó. Quá đẹp. Thì mình cứ mở ra thôi, được cái gì thì đúng rồi. Bây giờ như này thì bắt đầu mình mới build xe. Mình đánh con gì? Đây, hiện tại hai món con lôn. À, nãy mở ra được thêm một cái đao đây nè, cho anh em xem đồ của anh cuốn binh. Tại bây giờ thiếu cái con khai ship rương lạnh. Qua được cái áo này, áo kim. Áo kim này thì đi trùng với cái gia truyền thổ là luôn hợp lý. Ho, đúng rồi, áo kim, truyền thổ, dây thổ. Áo kim không hợp được, nó phải đi thêm một set. Nó của Tâm Thánh vào lực cả lên 5k2. Áo nêm động, đồ tây, nón, đồ tây và tây cho các đồ tây. Áo quần đồ tây đây, đồ tây này đợi tí nữa trả lại cho Khải này. Thì... kỹ năng đang định đi hướng lấy kỹ một kỹ năng từ nhẫn mà không mang được, không mang được kỹ năng đó, không mang được giá trị đó. Trời, sắm đôi nhẫn vô danh là ngon. Rồi, vô danh hơi bị chua nè em ơi. Đã ước rồi, sắp vô danh gì thế? Biết khi nào? Còn một năm nữa mới ra mới có. Một năm nữa mới ra. Anh mới đi gom đồ, anh mới đi gom điểm. À, em đi mở cái rương 2 em chứa đồ nha anh ơi. Em đi mở rương 2 nha. Mở đi. Đi chắc cóc 3 cái đồ rồi. 3 cái này cái la hán em đỡ anh quá trời luôn nè. Cánh lên kinh nghiệm lúc cấp nè. Điều giờ không có chỗ chứa nè. Đó. Cánh 50 triệu nè. Lên kinh nghiệm ngay 50 triệu. Cánh bữa giờ mà đỡ chặt luôn quá. Món rương tốn 1 kim nha mấy. Rồi, như một cái nữa. Gần lúc cấp 121 rồi. Ôi cha, chết tôi đầy rồi, ở trong nhà mì. Sơn Hà đụng các kiểu ít đâu. Hôm hôm nhà nó bảo là có hôm nào ở trong bang bán xác Nga Mi gần bên dàn xe 2 triệu qua. Anh nói Bùi Hơi mua rồi, chưa kịp hỏi Bùi Hơi mua rồi. Thạch Bùi Huy Donamon đang chơi này. Mắc thì là được bao nhiêu nhỉ? Từ khai này khai mới mua mấy cuốn tự kinh được cho nó cắn. Của mình là móc là 65-81 nhỉ? Lần 1 Lên là gõ tốc độ đánh của Võ Lâm là ra thôi. Nội công như ngoại công mà. Khác gì đâu. 81-1 là 1 126. Rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khám lại chơi anh em ơi. Nói chung là hôm nay mở rương được 2 món anh em ơi. Để Khám đi mở rương cho nó rộng cái rương cái. Nói chung là vài hôm nữa thôi anh em. Sẽ có một bạn em đọc. Mình thích chơi em đọc. Còn 121 rồi.
ít hôm Khả sẽ lấy một ạc khác, Khả sẽ build lại dàn C. Lúc đó chắc Khả cũng không cần đem đọc bùa nữa, bùa có anh em có rồi. Anh em xem nhớ cho một đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Hình như cái nón ngày mười cầm gặp bọn ngày mười chụp không chạy được. Đúng rồi. Mà xe vợ này chưa có giày nữa mà. Chưa có giày ngày mười. Ngày hôm qua áo con lao thân sự. Đâu áo con lồng đao sinh lực còn 200 mấy thôi em. 300 là mát. Áo như áo là áo mới có được sinh lực 300 nữa. Mở rương 2. Kim 2 này. Rồi. Đồ đâm độc này. Áo năm động, áo này cùi quá. Áo này một chút mua 6 kim, 7 kim trong bàn. Đó, áo năm động này. Tục nón này. Nón này. Áo này. Hiện tại Khả đang đợi copy xong xét trong bàn, Khả sẽ bỏ qua là xong. Khả sẽ đi về cùng lôn đao năm hình. Hoặc là ép xét trong bàn khác. Đôi tay năm động. Đôi giày thì Khả đang đỡ bên kia. Đôi giày thì Thiếu Lâm Khả đang cầm. Chuẩn bị Thiếu Lâm copy xong thì Khả sẽ vứt đôi giày về. Áo cung lôn này, áo nghe mi này, áo nấm độc này, đó. Ta đang thiếu, tính ra thiếu cái nạc nấm độc này á, thì chỉ thiếu cho nó là một cây vũ khí thủy và một đai lưng hoàng kim hoặc là một đai lưng chón kháng hỏa, đó. Rồi đôi giày thì phần thủ lý có rồi, đôi giày thì phần thủ lý rồi. Ít hôm cả chỉ cung lôn, thì đôi giày này không xài nữa, thì chuyển qua cho nạc nấm độc, đó. Là đủ xét năm động nữa nè. Anh đòi hồi anh đòi cùng phi dân nữa mà phi dân khả đang chạy nên là đâu có đỡ được. Dọn rương. Rồi